Chào các em học sinh lớp 1. Mời các em dở sách giáo khoa trang 38. Chúng ta vẫn đang còn học Unit 5, bài 5. Và hôm nay chúng ta chuyển sang Lesson 3, tiết học 3, Sounds and Letters. Sounds and Letters có nghĩa là các âm và các chữ cái. Chúng ta sẽ ôn lại một số chữ cái và các âm của nó mà chúng ta đã được học. Đầu tiên đó là chữ A. Chữ A của tiếng Việt thì sang tiếng Anh người ta gọi là letter A. Mời các em đọc lại. Letter A. Letter A. Và chữ này được phát âm là A. A. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào từ quả táo. Trong tiếng Anh thì từ quả táo bắt đầu bằng letter A, tức là bắt đầu bằng âm A. Chúng ta hãy đọc từ quả táo bằng tiếng Anh. Apple. Mời các em đọc lại. Apple. Bây giờ chúng ta hãy nhìn sang chữ B. Chữ B trong tiếng Việt thì sang tiếng Anh người ta gọi là letter B. Mời các em đọc lại. Letter B. Và người ta phát âm chữ này là B. B. Mời các em nhìn vào cây gậy bóng chày. Cây gậy này dùng để chơi bóng chày. Và từ cây gậy bóng chày trong tiếng Anh là một từ có âm đầu là âm B, tức là nó được bắt đầu bằng letter B. Bây giờ chúng ta hãy đọc cây gậy bóng chày bằng tiếng Anh các em nhé. Từ này được đọc là bat. Bat. Nào bây giờ chúng ta chuyển sang chữ cờ. Chữ cờ của tiếng Việt sang tiếng Anh người ta gọi là letter C. Mời các em đọc lại. Letter C. Và đây chính là âm K. K. Mèo. Từ con mèo trong tiếng Anh là một từ có letter C đứng đầu, tức là có âm K đứng đầu. Bây giờ chúng ta hãy đọc từ con mèo bằng tiếng Anh. Cat. Cat. Chữ cái cuối cùng mà chúng ta ôn tập lại trong ngày hôm nay đó là chữ giờ. Chữ giờ của tiếng Việt thì sang tiếng Anh người ta gọi tên nó là letter D. Mời các em đọc lại. Letter D. Và nó được phát âm là D. D. Chúng ta hãy nhìn từ con chó. Từ con chó trong tiếng Anh là một từ có chữ cái đầu tiên là letter D, tức là có âm D đứng đầu. Chúng ta hãy đọc từ con chó bằng tiếng Anh các em nhé. Dog. Dog. Vậy là cô đã ôn tập lại toàn bộ kiến thức của phần 1 cho các em. Bây giờ cô mời các em nghe lại toàn bộ. Listening 65. Bài nghe số 65. Listen and point. Nghe và chỉ vào chữ, chỉ vào hình. Letter A. A. Apple. Letter B. B. Bat. Letter C. K. Cat. Letter D. D. Dog. Letter B. B. Bat. Letter D. D.
Dog. Letter A. A. Apple. Letter C. K. Cat. Bây giờ cô cho các em nghe đoạn còn lại của bài nghe này. Listen and repeat. Lần này các em nghe và đọc theo. Letter A. A. Apple. Letter B. B. Bat. Letter C. K. Cat. Letter D. D. Dog. Bây giờ chúng ta sang phần luyện viết. Để các em làm được hoạt động viết này thì cô không những là muốn các em là vừa đọc được mà các em còn biết cách là viết letter A, letter B, letter C, letter D và các từ đi kèm ở dưới là apple, bat, cat, dog. Các em phải biết viết các từ, các chữ này bằng tiếng Anh các em nhé. Các em luyện tập bằng cách viết lên bảng con hoặc là viết vào giấy nháp. Bây giờ chúng ta sang hoạt động tiếp theo. Chúng ta sang phần 2. Trước khi cô cho các em nghe phần 2, thì cô muốn các em lưu ý một số câu như sau. Câu đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý. Cô sẽ viết câu này ra cho các em cùng quan sát. Trong bài này cô có This is an apple. Câu này trong tiếng Việt nghĩa là gì? Cô mời các em nghe cô giải thích. Apple có nghĩa là quả táo. An nghĩa là một. An apple có nghĩa là một quả táo. Và cô có hai từ đằng trước. This is. Nếu như đọc từng từ thì chúng ta sẽ đọc là This is có nghĩa là đây là. Và cô đọc hết cả câu This is an apple. Câu này có nghĩa là đây là một quả táo. Cô xin ghi nghĩa câu này ở đây để các em cùng theo dõi. Đây là một quả táo. Nghĩa tiếng Việt của câu này là như vậy. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Trước khi chuyển sang câu tiếp theo thì cô xin nhắc lại câu này cho các em. This is an apple. This is an apple. Nếu như đọc nhanh, chúng ta sẽ đọc nối như sau. This is an apple. This is an apple. This is an apple. Chúng ta đặc biệt nối hai từ đầu tiên là this is. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo cần chú ý đó là this is a bat. Cô đọc nhanh câu này là This is a bat. This is a bat. Và cô xin ghi câu này ra đây. Để các em cùng theo dõi.
Câu này có nghĩa là gì? Mời các em cùng nghe cô giải thích. Bat là cây gậy chơi bóng chày. A bat là một cây gậy chơi bóng chày. This is có nghĩa là đây là. Và bây giờ là nghĩa của câu này. Đây là một cây gậy bóng chày. Tương tự như thế, chúng ta có cách đọc của những câu dưới đây. Chúng ta có là cat, có nghĩa là con mèo. A, nghĩa là một. A cat, có nghĩa là một con mèo. This is, có nghĩa là đây là. Và cô có toàn bộ câu. This is a cat. Câu này có nghĩa là đây là một con mèo. Cô xin đọc nhanh câu này như sau. This is a cat. This is a cat. Bây giờ cô sang câu cuối cùng của phần này mà cô muốn lưu ý nghĩa cho các em. Dog có nghĩa là con chó. A nghĩa là một. A dog có nghĩa là một con chó. This is có nghĩa là đây là. Và chúng ta sẽ đọc toàn bộ câu này. This is a dog. Cô xin đọc nhanh câu này. This is a dog. This is a dog. Câu này có nghĩa là đây là một con chó. Nào bây giờ chúng ta hãy nghe bài hát này và đọc theo. Listening 66. Listen and chant. Bài nghe số 66. Nghe và hát đồng giao, tức là nghe và đọc theo nhạc. This is an apple. A. A. Câu đầu tiên có nghĩa tiếng Việt là đây là một quả táo. A. A. Quả táo. Mời các em nghe và đọc theo tiếp. This is a bat. B. B. Bat. Câu này có nghĩa là đây là một cây gậy bóng chày. B. B. Cây gậy bóng chày. Các em nghe thêm câu tiếp theo. This is a cat. C. C. Cat. Đây là một con mèo. K. K. Con mèo. This is a dog. D. D. Dog. Đây là một con chó. D. D. Con chó. Bây giờ cô cho các em nghe lại và các em hát theo bài này các em nhé. Xin mời các em. This is an apple. A. A. Apple. This is a bat. B. B. Bat. This is a cat. K. K. Cat. This is a dog. D. D. Dog.
Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần 3. Mời các em quan sát nội dung của phần 3 này. Ở phần 3 này, bức tranh bên trái, các em thấy có chữ B, tức là có letter B. Cô xin ghi lại ở đây. Letter B. Bởi vì các em hãy nhìn từ dưới đây là từ top. Từ này có âm cuối là âm B, tức là chữ cái cuối cùng của từ này là letter B. Đây là hình ảnh của cái bồn tắm mà chúng ta thường dùng để tắm, đặc biệt là tắm cho các em bé, các em nhỏ. Mời các em nhìn sang. Đây chính là chữ D của tiếng Việt. Tức là chữ này trong tiếng Anh người ta gọi tên nó là letter D. Các em hãy nhìn hình ảnh của con chim. Từ con chim trong tiếng Anh thì các em quan sát sẽ thấy chữ cái cuối cùng là letter D, tức là âm cuối của từ này là âm D. Bây giờ cô cho các em nghe để các em cùng theo dõi. Listening 67. Listen and point. Bài nghe số 67. Nghe và chỉ vào chữ cái, chỉ vào hình phù hợp. Trước hết, bây giờ cô mời các em chỉ vào chữ B. Đây là chữ B, mời các em chỉ vào. Các em nghe và đọc theo. Letter B. Letter B. Letter B. Mời các em đọc lại một lần nữa. Letter B. Và các em hãy chỉ vào chữ B. 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 Tức là letter B được phát âm là B. Mời các em chỉ vào cái bồn tắm. Cái bồn tắm chúng ta đọc là tub. 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 Mời các em chỉ vào từ tương ứng này. Từ cái bồn tắm. Tub. Bây giờ các em quan sát chữ giờ. Chữ giờ trong tiếng Việt thì sang tiếng Anh người ta gọi tên nó là letter D. Letter D. Mời các em đọc lại một lần nữa. Letter D. Và cách phát âm của chữ này là D. 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 Bây giờ mời các em chỉ vào con chim. Con chim trong tiếng Anh người ta đọc là bird. 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 Vậy là chúng ta vừa làm xong hoạt động 3. Bây giờ cô và các em chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó chính là hoạt động 4. Ở hoạt động 4 này, các em quan sát thấy con chim ở trong bồn tắm. Trước hết là cô cho các em đọc lại từng câu trong, từng chữ trong câu này. The bird is in the tub. The bird is in the tub. Nếu như đọc nối, cô sẽ nối hai từ này và cô đọc như sau. The bird is in the tub. Câu này có nghĩa là con chim ở trong bồn tắm. Cô ghi nghĩa tiếng Việt của câu này đây cho các em. Con chim ở trong bồn tắm.
Phần này người ta yêu cầu các em làm gì? Họ yêu cầu các em hãy nhìn và chỉ vào các âm b và âm d. Các em hãy quan sát chữ đầu từ đầu tiên trong câu này có chứa âm như sau. Từ này là từ bird. Các em hãy chỉ tay vào âm b và chỉ tay vào âm d. Bây giờ cô mời các em quan sát từ tub. Từ này có âm cuối là âm b. Mời các em chỉ tay vào âm này. Chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động 4. Chúng ta đã hoàn thành xong các hoạt động ở trong sách giáo khoa. Bây giờ cô mời các em dở sách bài tập ra để chúng ta làm bài tập trong sách bài tập. Mời các em dở sách bài tập trang 38. Bài tập 1. Hãy tô âm thích hợp. Bức tranh số 1 đó là con mèo. Con mèo là cat, bắt đầu bằng âm k. Vì thế mà người ta đã tô sẵn cho chúng ta letter C, tức là tô sẵn cho chúng ta âm k. Bây giờ cô mời các em sang bức tranh số 2. Bức tranh số 2 đây chính là con chó. Con chó trong tiếng Anh đó chính là từ dog. Và từ này bắt đầu bằng âm d, tức là bắt đầu bằng letter D. Vì vậy chúng ta hãy dùng bút chì hoặc bút mực đồ lên, tô lên letter D, tức là âm d. Bức tranh số 3 chính là quả táo. Trong tiếng Anh, quả táo là apple. Và từ này bắt đầu bằng âm A, tức là letter A. Chúng ta hãy đồ lên, tô lên letter A, tức là âm A. Bức tranh số 4 là cây gậy dùng để chơi bóng chày. Cây gậy bóng chày trong tiếng Anh là từ bat. Từ này bắt đầu bằng âm b. Vì thế chúng ta dùng bút chì hoặc là bút mực, các em sẽ đồ lên âm b, tức là letter B. Chúng ta đã làm xong bài tập 1. Chuyển sang bài tập 2 là một bài tập liên quan đến việc viết. Bài tập viết này chúng ta sẽ điền chữ cái còn thiếu để tạo thành từ đúng. Bức tranh số 1 đó là quả táo. Quả táo là apple. Và người ta đã điền cho chúng ta letter A, tức là họ đã điền cho chúng ta âm A để tạo thành từ apple, nghĩa là quả táo. Bức tranh số 2. Bức tranh số 2 đây là cái bồn tắm. Bồn tắm chúng ta đã học là tub. Và chúng ta cần phải điền âm b để tạo thành từ phù hợp, đó là từ tub, nghĩa là bồn tắm. Bức tranh số 3. Bức tranh số 3 cho chúng ta thấy hình ảnh con mèo. Con mèo là cat. Vì vậy ở chỗ trống này chúng ta cần phải điền âm k, tức là điền letter C. Bức tranh tiếp theo, bức tranh còn lại là bức tranh số 4. Bức tranh số 4 là con chim. Chim là bird. Vì vậy ở chỗ trống này chúng ta cần phải điền từ còn thiếu, đó là âm d, tức là letter D. Cô và các em đã hoàn thành xong bài tập này. Chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo. Đó là bài tập 3.
Bài tập 3 là bài tập nối. Bài tập nối chúng ta sẽ nối cho phù hợp như sau. Người ta đã nối letter A với letter A, tức là chữ A ở dạng viết in hoa với chữ A ở dạng viết thường. Chúng ta hãy tiếp tục nối letter B với letter B, chữ B ở dạng viết in hoa với chữ B viết thường. Letter C and letter C, nối hai chữ cờ với nhau. Letter D and letter D, nối hai chữ D với nhau. Và chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 3, bài tập cuối cùng trong sách bài tập của chúng ta. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.